Ok, hello mọi người, hôm nay Bảo sẽ chỉ cho mọi người cái cách sử dụng cái chức năng KTM Connect trên một số cái mẫu ADV của KTM nha. Hôm nay Bảo có một con 790R ở đây. Rồi, cái app KTM Connect đó thì đầu tiên là mọi người sẽ download cái phần app này trước. Nó sẽ nằm ở trên điện thoại nè. Đây, KTM Connect, sau mình bấm vô. Rồi mình sẽ đăng nhập vô, thì này Bảo đã đăng nhập sẵn rồi và Bảo cũng đã nhập xe sẵn rồi. Thì nếu mà mọi người muốn nhập một cái xe mới thì mọi người sẽ select giao bài và sau đó là mọi người sẽ nhập cái số VIN xe lên. Thì điều kiện tiên quyết đầu tiên là sẽ có cái xe, có cái điện thoại và có cái app ha. Rồi, số VIN xe đây, rồi mình sẽ bật xe lên nè. Và mình sẽ đi vào cái phần KTM MyRide. Oh sorry mọi người, đầu tiên là mình sẽ kiểm tra trước là mình đã bật cái Bluetooth lên hay chưa nha. Đây mình bật Bluetooth lên nè. Rồi, là mình sẽ có cái dấu Bluetooth hiện ở dưới này. Sau đó là mình sẽ bật cái phần KTM MyRide. Sau đó chúng ta sẽ trước, đầu tiên là chúng ta sẽ pairing, tức là chúng ta sẽ kết nối cái phần cái điện thoại của mình vô trong cái xe trước. Mình sẽ bấm pairing, bấm phone. Thì ở đây là bạn đã có pairing sẵn rồi. Còn nếu mà mọi người chưa có kết nối với điện thoại thì mọi người bấm xuống đây và bấm phần pairing. Rồi mình bấm vô bao bảo này. Not connected, mình sẽ bấm vô, mình sẽ bật cái phần Bluetooth trên điện thoại của mình trước. Đây. Rồi. Là nó sẽ kết tự động kết nối vô ha. Rồi ở đây mình sẽ đã được connected. Sau đó là mình sẽ vô cái phần app trong điện thoại của mình và mình bấm vô cái phần một cái dấu trên này. Đó, mình bấm vô đây cho tới khi nào nó hiện cái chữ connect lên. Ở đây là mọi người đã thấy là nó hiện connect lên rồi nè. Rồi. Sau đó là mình sẽ bật vô cái phần navigation, rồi mình on cái chức năng navigation lên. Rồi trên điện thoại của mình thì mình sẽ có một cái phần navigation luôn. Đây ở trên điện thoại này, mình bấm vào phần navigation, rồi cancel route ha. Rồi giờ mình muốn đi đâu? Rồi đi Cà Mau đi. Ok Cà Mau, rồi mình sẽ có Cà Mau ở đây. Mình sẽ get direction nè. Ở đây là mọi người có thể điều chỉnh được cái việc là mình sẽ tránh đường cao tốc, tại vì cao tốc thì xe mô tô không được đi. Rồi tránh trạm thu phí thì trạm thu phí cũng không cần. Và mình sẽ có thể tránh được phà luôn, tức là đi những cái đường mà không qua những cái phà. Rồi mình bỏ luôn cái on-bay road này, tại vì 790 thì đi đường nào cũng được. Rồi ok, chúng ta sẽ bắt đầu start. Thì ở trên điện thoại mình cũng sẽ hiện và ở trên đồng hồ của xe cũng sẽ hiện đó cho mọi người coi, là sẽ chỉ cho mọi người cái hướng. Ví dụ như là 250m nữa chúng ta sẽ rẽ phải, left turn, right turn. Đây, và chúng ta sẽ còn 304 cây số nữa là sẽ tới được cái địa điểm mà mình set là ở Cà Mau. Rồi và thời gian mà dự tính mình tới khi mà đi bây giờ là khoảng 19 giờ, tức là 7 giờ tối ha. Giờ chạy là 7 giờ tối tới Cà Mau. Ok. Rồi và ngoài ra nữa thì nó cũng sẽ có một cái chức năng là báo cuộc gọi. Okay, rồi giờ mình sẽ gọi nha. Mình sẽ gọi vô trên điện thoại của mình. Đây số điện thoại mình nha mọi người, nếu mà ai chưa biết. Đó, gọi cho Bảo Bảo để mua xe thì gọi ở đây. Nó hiện đây là nó sẽ hiện cái cuộc gọi ở phía trên của cái màn hình như thế này trên xe ha. Rồi mình có thể bấm save để mình có thể bắt cuộc gọi nè, hoặc là mình bấm chữ back để mình tắt cái cuộc gọi đó đi, để hoặc là mình từ chối cuộc gọi. Thì ở đây nó sẽ còn một chức năng nữa để mọi người có thể kết nối, đó chính là cái phần kết nối vô audio, là chúng ta khi mà chúng ta nghe nhạc á, thì nó sẽ hiện cái bài hát ở trên này. Đây, như đây là Bảo đang nghe cái clip nhạc rock, thì mà muốn bấm tiếp á, thì mình bấm vô đây thì nó sẽ nghe nhạc, nó sẽ tiếp tục nó nghe nhạc. Nhưng mà nếu mà mọi người muốn nghe nhạc tiếp á, thì mọi người phải kết nối thêm vô cái phần gọi là headset. Thì ở đây là mọi người có thể kết nối thêm phần headset để mọi người có thể nghe nhạc, nghe và nhận cuộc gọi. Ok, cảm ơn mọi người. Nếu mà cần thêm thông tin gì thì cứ nhắn Bảo Bảo nha.